Everybody, welcome to Health Vật Cà Tây. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health Vật Cà Tây. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Kho Báu Huyền Thoại phiên bản China, phiên bản CN, phiên bản Trung Quốc. Ok. Rồi, bản này thì hiện tại thì quà nó quà đầu game, quà tân hữu và nói chung là quà event nó đang khá ngon hơn là bản Việt ha. Còn chứng minh ID, tên đồ này nọ thì anh em qua bên như bên web có không ta? Có, bên web có luôn á. Anh em nào chưa đăng ký được thì qua đó ha. Rồi, game cũng dễ đăng ký, cũng dễ làm, cũng dễ chơi. Con này bản Việt thì heo cũng lên đội hình khá cao rồi các bạn ơi. Trước thì cũng tính qua bên này lập nghiệp coi sao. Thì con Demon Layer thì cũng qua bên này lập nghiệp cũng một thời gian rồi. Ôi, nhân 2 được rồi à. Nhưng mà VIP 1 mới hoặc level 50 mới có thể bỏ qua được chiến đấu. Rồi, đầu game vô thì chịu khó chạy nhiệm vụ tân hữu tí nha các bạn ơi. Không biết nay thì game nó có cho cái gì mới hay không thì chưa biết nữa. Mà nghe nói bản này ngon hơn bản N các bạn ơi. Bản quốc tế á. Bản này ngon hơn nhiều, nghe nói là vậy. Ôi, xong chưa? Chưa nữa hả? Đậu phộng nữa. Nhanh nào. Chưa bỏ qua được cái hướng dẫn tân hữu. Đậu xanh nữa. Rồi hướng dẫn tân hữu này cũng nhanh à. Đó, vô nâng hiền hả. Rồi đây, đánh thêm một hiệp nữa hả. Đúng rồi. Xong cái tí mình trang bị con hiền vô là xong. Hết hướng dẫn tân hữu. Ơ kìa, sao tới đó ngưng rồi. Ơ kìa, level 7 mới có thể hot ra được. Đậu phộng nữa. Ơ nhưng mà cái này có thể bỏ qua được được không? À không, nó không cho bỏ. Phải bỏ qua được thì ngon rồi. Chỉ bỏ qua được đối thoại thôi. Còn cái hướng dẫn game là phải bắt buộc ha. Rồi bản này ở Việt Nam thì heo cũng được đội hình rồi. Đang dư khá nhiều mảnh. Đang là chờ con Nico Robin ha. Robin đảo quỷ. Chắc cũng hơi bị lâu á. Hơi bị lâu mới tìm được con đó. Con đó vô rương là ngon. Rương giờ đang có 1000+ cái. Trời ơi, ngon lành luôn. Cái lời hiện tại thì đang kiếm một con support các bạn ơi. Giờ kiếm một con support cho cái đội hình mà không thấy. Kiểu như là búp đam, búp gì đó. Mà không có. Ok. Ôi, xong, hết hướng dẫn tân hữu rồi nè. Ok, rồi, đi ra nào. Nữa. Này chắc vậy chắc để heo chạy cho xong cái hướng dẫn tân hữu đi quá. Hướng dẫn tân hữu hơi lâu, các bạn có thể lướt qua khúc này giúp heo nha. Bỏ qua rồi lỡ mất công mất cái khúc nào nó nhận quà hay gì đó nữa mất công. Ủa, nó vẫn chưa chịu buông tha cho chúng ta. Cái gì đây, điểm danh hàng ngày có kim cương nè, thẻ đột phá mảnh 5 sao rồi vé chiêu mộ. Vẫn chưa nữa hả? Ok, rồi xong rồi. Xong cái hướng dẫn tân hữu rồi bầu ơi. Ok. Đây kim cương 5 vé quay. Đang có event đổi hero đồ nè ha. Ok. Ủa bên này nó cũng ăn 30 tháng 4 1 tháng 5 nữa hả ta? Rồi. Lấy anh em nào không đi chơi thì có thể ở nhà vào kênh của heo tải game về giải trí ha. Nghỉ 4-5 ngày, 5-6 ngày gì đó. Anh em nào không đi chơi thì ở nhà vào kênh tìm ít game đồ giải trí bậy bạc cũng được. Cái gì đây? Quà nạp đua top hả? Như là vậy. Ôi, 500 mảnh UR. UR bên này là... Ôi, UR bên này cho được Kaido dạng thức tỉnh nè hả? Ồ, Jimbe. Rồi Capalo. Ôi, Nico đảo quỷ nè.
bản Việt Nam chưa? Chưa. À, vậy là nó sẽ cho con Kit, rồi con Gap, xong rồi Mika, rồi Siliu, rồi mới tới đảo quỷ hả? Ok ok. Các bạn, ôi cái gì vậy, cái gì vậy? Nạp 6 tệ mới nhận được con Ace. Còn cái này nhờ nạp 1.000 tệ gì đó. Đúng không? Ừ đúng rồi, 6 tệ. 100 tệ. Ủa trước nhớ là có, đây. Ủa không phải, ủa trước nhớ là có điểm danh 7 ngày nhận hero mà ta. Ủa nó đâu rồi? Ôi kìa, trước là 7 ngày là nhận được. Ủa mình chưa mở được cái event 7 ngày nữa ta. Rồi đi nhặt code trước đi ha. Game thì hiện tại thì có 3 cái code à. Trước nhiều code lắm nhưng mà không có code nào ngon hết. Đây 2666 kim cương, 20 vé quay VIP, 2100 vé quay quay 5 gì 250 mảnh 5 sao tương đương với 5 con hero 5 sao. Quay cha pha lồ nè hả? Có luôn. Đấy, code tuy ít nhưng mà quà nó nhiều. Ủa. Rồi mấy cái code. Mấy cái code kia hết hạn rồi hả? Đậu mộng nữa. Chỉ có đúng một cái code thôi. Nào, để coi 5 con là 5 con gì đây? Quay Fuji Moria, cũng được một con hệ hiếm. Rồi ok luôn. Rồi đem mấy con này vô đội hình thì bao khỏe hả? Đây, đi ra hết nào. Đó, được 5 con. Trời ơi, đi con nào ra ta. Đem con này ra đi. Ok, Capalo vô. Đó, ôi, hero 5 sao, vừa vô là cho liền. Anh Luật hả? Ok, ủa. Hồi nãy thấy nó cho A-Tip nhiều lắm rồi ta. Ok, thôi mở luôn cái này đi. Mặc dù biết là đầu game vô mở cái này nó hơi phí nhưng mà mở vô để có cái gì đó gọi là trải nghiệm ha. Ok, đột phá. Để anh Luật vô ảnh đam đầu cho nó lẹ. Không, chưa gì hết, vừa vô mà được một đống hero rồi ha. Đó, kìa. Kìa, vậy mà không full à. Vậy mà không kích sát được hero. Trời ơi, gì đây? Ồ, rương kỹ năng bồ ơi. Vượt ải hả? Hình như là vượt ải hay gì á. Vượt ải nhận tướng nè, nhận mảnh 6 sao, 5 sao gì nè. Đúng rồi. Đấy, cũng có được vài cái event ngon đây. Rồi ở đây thì chiêu bộ. Ok. Aoki cũng ngon đấy bộ. Đây là chiêu ở gì, mua vé hả? Không. Đang đi chơi pre mà. Ok, không có con nào ngon hết. 2.000 mấy vé. Ui, cái này mà để kiếm được một con ngon thì nó cũng hơi khó bộ ơi. Kiếm được một con hero 5 sao trong đó thì nó cũng hơi khó. Nhưng mà đầu vô thì cho vậy là cũng ngon rồi. Rồi hỏi gì nữa. Đây, trang bị luôn. Để lên level cao hơn nữa coi nó có đâu rồi. Đây lên level 7, lên level 8, lên level 9, lên level 10 luôn. Rồi ra là biết cái gì. Đây có nè, thấy chưa, 8.000 nhận được A xe hỏi cần phải nạp. Rồi ngày thứ hai là nhận thêm được rương hero 5 sao đây nữa. Ngon lành. Rồi ngày thứ ba là 10 cái gì 10 vé chiêu mộ hero. Rồi
trang bị nè, đó Chapalo. Ồ, lộn cái gì? Sabo, Sabo, lộn, lộn, lộn. Ở đây đó. À, đấu trường à, ok. Đánh dở vậy mà nó cũng rủ vô đánh đấu trường nữa thiệt chứ. Trời ơi, đánh đấm gì đánh đi. Gì đây? Ôi, đang có event nữa. Thành hết là nhận được gì? 5 bé hero. Ồ, 6. Ồ, được một con ấy hả? Ngon đấy. Cũng được, cũng đáng đồng tiền bát gạo. Ôi ôi, đang đi đánh hero ác quỷ ác mộng gì đây nữa nè. Trời ơi, để kiếm thêm tiền đúng không? Cũng như là một sinh viên nghèo khó nè. Đây, đánh nổi không? Cứt ngồi chỉ đánh nổi. Đây, ok. Cái này phải nâng vài hôm về nó mới lên nổi. Rồi, ok. Anh em nào có chơi thì có thể tải về trải nghiệm ha. God đồ cũng khá ngon các bạn ơi. Bản này God đầu game theo thấy là khá ngon nè. Vé quay, hero, kim cương đồ cũng khá nhiều ha. Và đang nhận 8 ngày là nhận được con Sabo UR nha các bạn ơi. À, ok, ôi bye bye, chào tạm biệt các bạn.